bánh bao ra rồi. Hello, chào các bạn. Hôm nay gia đình đi đón bánh bao nha. Thấy chưa? Đâu? Kể anh về hả? Phải không? Nó đi lên tên mình nó về phải không? Đây nè 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 nè. Nè phải không? Ờ kì kì nè 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 nè. Đó đi lại chiếc xe kìa. Đó ông nội kìa, ông nội kéo xe kìa. Đó ông nội lấy xe lại với ba nó lấy xe lại. Ba nó mặc áo trắng kìa. Kìa đó thấy ba người luôn kìa. Thấy bên bao ngủ. Ẩm quẩy luôn rồi nha. À, chờ lấy đồ. Mẹ nó ẩm nó quẩy luôn á. Không có đai không? Có đai, có đai ẩm lên cái đai ngồi vậy. Cái đai mà lần á. Rồi, bắt đầu ra kìa, hôm mình xuống dưới hay sao? Chưa đâu. Để lấy đồ nè. À, chưa lấy ha. Đang ngủ rồi, sao sai nữa. Mà nội quýnh hết đang ngồi đâu. Mà nội quýnh hết rồi. Tìm chỗ ngồi. À, giống, cái xe ngồi nhỏ. Bấm điện thoại kìa, gọi cho ai đây, gọi cho ba hay gọi cho ai? Ừ, ba rồi, ba bao tự rồi, à. Nực á, nực quá, nực đó. Quạo đó, đang ngủ nữa, quạo kìa, hình như là... Đi lâu năm chưa? Chị đã lâu rồi. Nhúng múa. Đó. Nó nực quá, nó nhăn nhăn, nó mệt á. Mẹ nó hai cái giò về sọc kìa. Coi hai cái giò nó thòng về sọc kìa. Đó. Mẹ nó vừa nhắn tin mà vừa nhúng nhảy. Đâu đâu quay lại coi mi. Bánh bao. Andy bò. Hoa. Ba Nguyên. Bánh bao. Rồi đưa lên đi con cho nó thấy đi. Nó làm chữ nó dạy ra đón cái dành dò Hoàng Nguyên bánh bao. Ủa không có bắt chánh. Làm nó không chánh nữa. Thiếu không chánh. Để nó làm thiếu không chánh. Ba Nguyên Andy Bo bánh bao ông chánh rồi. Đón đi đón. Cháu nội của mình đã làm cái đó để đón bánh bao đó. À, nó thêm ông chánh à, mới thêm ông chánh vô. Làm hay với bữa nào chỉ ông nội làm á. Ý anh ấy anh vẽ qua đây nè. Rồi ra tới rồi kìa. Khoa vẽ qua đây nghe con. Chánh, vẹo qua đây nè, vẹo qua đây nè. Rồi, mình nổi ẩm rồi kìa. Mình nổi ẩm rồi kìa. Nổi ẩm rồi. Hello, bánh bao. Mọi người đang đợi con nè. Nhớ mẹ không? Nhớ mẹ không? Mẹ nhớ đi. Nó nhìn thấy lạ kìa. Đây, con gái mình đây. Để mình đây. Đó đúng chứ. Con chui mình đây. Chứ đừng đi rồi ngoại nha. Ừ, rồi đi á. Mệt không anh? Nóng mạo luôn rồi. Nóng mạo luôn rồi. Đây, đi ra.
Để nó phải luôn là xe nó cũng vô đây con ơi. Bà nội sộp bánh bao à. Bà nội sộp bánh bao à. Ai làm gì đó làm. Bà nội sộp bánh bao à. Ai làm gì đó làm. Cái nó nhìn tôi kìa. Tôi nhìn tôi kìa. Cái nhìn ai quen không? Quen không? Hả? Nè nè nè. Nè nhìn ông này có quen không? Đây là ông ngoại quen không? Không thèm nhìn luôn. Nó cầm cái gì vậy? Cầm bánh, bánh, bánh. Cầm bánh. Lên chút đi à, mới mở cửa được. Trời ơi, được rồi. Ở bữa nay nịch ba bị xiết rồi. Về đây đường tự do lên xe hơi tung tăng mà. Không phá cho được. Trời ơi. Cho anh Bo lên trên này kìa 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 anh Bo kìa. Bây nhìn con kìa. Bây giờ là sao kìa. Chạy đâu đây? Đi đâu hả? Ông Út hỏi ơi. Ông Bo Út kìa. Bo Út. Khỏe Bo Út ơi. Hiên ngang quá vậy. Bà nội bà ngoại dắt đi đã không? Ôi ôi, hốt liền. Ông Út. Ông Út. Khỏe không Út? Thấy tốt dữ á. Khỏe không Út? Bắt tan Út cái. Wow, cái gì đây? Trà bông. Trung trái trà bông phải không? Trung trái trà bông. Thiên thiên sủi cảo hả? Dạ, thiên thiên sủi cảo đó chú. Mình đang lên trời ăn sủi cảo đó chú. À. Ăn sủi cảo của ông trời. Dạ thiên thiên là trời trời. Lên trời mình ăn sủi cảo. Lên trời ăn sủi cảo. Dạ đúng rồi. Mình ở mình mới bay từ trên trời xuống không. Giờ mình đáp xuống rồi. Mình bay lên trời. Rồi chú không có bay, chú không có bay. Mấy dạ. Người đó bay chứ chú không có bay. Chú ở Việt Nam. Gái chú vậy. Rể này anh Xui à, anh Xui. Chị Xui. Bà xã. Xui già. Tôi là ông xã. Gái, cháu nội, dâu, hai con trai. Rồi gia đình mình ngồi đây ăn gì gọi món giùm con nha. Rồi gọi món. Quán này có sủi cảo thông, sủi cảo mì, sủi cảo thập cẩm này nó gồm có gan heo, mực, cá viên. Đói bụng mà cầm ăn gì nữa chưa? Chị có chị gì chị ơi? Thì họ xe của bà ha. Ăn rồi. Rồi bao năng nha. Cầm hai tay hai cục. Có tôm không? Có tôm mà. Có tôm gì vậy? Sủi cảo có tôm. Trong sủi cảo đã có tôm, thịt có tôm. Không, cái này có mực ăn mì đi. Ăn mì. Không ăn mực thì được, ăn mì. Mì nào không ăn bỏ qua đây. Có mì thập cẩm. Ở đây làm được cái này. Cái này một cái ăn vô cũng vui mà. Vui nha. Không có cầm bắt hỏi. Không có cầm bắt không một thấy về về bữa nay vui hơn ở bên Mỹ không à, vui đúng rồi đúng rồi. Tôi về bữa nay tôi cũng thấy vui hơn. Cái lưng ông Út làm sao có chấm nè cay không? Bây giờ mà ta mình nhớ là không bao giờ mà bóc vô người đi kiếm khác chay thôi. Đi kiếm sang ta. Nên là không đi chay. Đi nào. 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 Đi nào.
giờ biết làm gì mất rồi. Ba khoái cái miệng đó. Dạ đúng rồi. Khoái cái miệng nè, à, cái miệng ấy, cái cưng á, cái miệng nó thấy nó nè. Coi phim nữa mê hả? Rồi mời mọi người ăn. Mời mọi người ăn nha, tôi chưa ăn. Tại tôi chưa có. Muốn chụp mời móc ngủ. Không. Ông Út chụp dây biết không? Ý anh. Ông Út chụp dây biết không? Mai mốt nấu cho mình ăn. Nó soi nha, con để thương nha. Nó soi, nó soi. À, này của chú nè. Này tập cẩm của cô hả cô? Này của cô. Rồi, mời cô ăn. Mời chú ăn. Sủi cảo thập cẩm. Của mẹ bánh bao. Cho mượn à. Cái này mình khô, mực mà mình thấy. Ừ. Nước cho tàu. Giống như cái gạo mà nó nấu lá cho mình. Đúng rồi, mực nghệ hả? Nước cho tàu nó xin chén rồi. Ừ. Rồi. Rồi mời các bạn ăn nha. Ngon quá, mực ngon lắm. Con có để chén cách mở chú. Mực này. Mực giòn quá vậy, mực này giống mực hơi khô á. Ờ, nó to hả? Dạ. Để mình ngâm cho nó đừng có tanh đó chú, ăn nó giòn. Ăn giòn quá. Ngon. Rồi hôm nay thay mặt chủ nhà cảm ơn ông Bửu. Dạ, đãi một bữa ăn ngon lành luôn. Quá trời ngon luôn. Dạ. Hẹn ngày đám cưới nữa nhỉ. Rồi ông nấu heo. Rồi ông nấu heo. Rồi cảm ơn chủ quán nha. Hôm nay cho ăn bữa ngay đồ người Hoa. Nhưng chú có về 5 tháng rồi. Rồi rồi, mai mốt nó về rồi chắc là lại ăn nữa. Rồi rồi, bye con nha. Rồi, miếng mãi hung bánh bao miếng đi rồi vô. Rồi, bye bye. Bye bye con. Bye bye. Chưa. Gì nè? Hả? Cảm ơn gì vậy? Cảm ơn gì vậy? Trời ơi, ai phát? Ai phát? Bye bye. Bye bye. Ai ai, bộ nói tôi không biết chạy sao chạy. Bye bye. Trời ơi, chung thùng. Chung thùng chơi. Thùng chơi. Rồi hôm nay đại gia đình mình đi ăn cơm tắm nha. Mẹ tập gym đây nè. Dịch tới cái giờ mình đi dạy căng quá nè. Ba tới ừ giờ. Nè chậm chậm. Đó chạy qua đây đi bộ cũng được nữa. Đồng Thắng còn mở. Rồi tới quán cơm tắm rồi. An Bình. Dạ. Cơm tắm 500, còn đi cơm tắm. Về mà. Dạ, chờ chị biết chị.
đây đi cha. Dạ. Nhớ anh chị nhớ tắm không? À, biết quên rồi. Cũng nhớ. Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Ý anh á. Dạ. Dạ. Ngồi ăn nha, ngon miệng, chúc ngon miệng. Rồi, cảm ơn. Wow. Đủ quá. Cái dĩa nhỏ với cái kéo. Đủ thứ. Nấu ăn gì bắt ăn thì cũng tốt. Gà hả? Cái gà cái ghế dễ luôn. Cái ghế nè, cái ghế. Đó, có cái ghế kìa nè ấy anh. Đốc có vô cái ghế vô. Ôi, rồi cái này của chú đây, cơm sườn, sườn cộng. Nó hồi đó thì ngon lắm chứ, kinh thùng đồ vô nó không ăn vô đi. Mình ba hôm qua là kinh mấy hôm sáng không mấy chú mà trong cái nó bị qua máy rồi nó mới cộng mà còn có bì á, có bì. Bánh bao ăn gì vậy? Người bóc kìa. Đặc biệt. Ờ, bóc kìa. Có một cái nước mắm mông cay cho em chưa? Bánh bao làm con nghĩ thích thịt nó cũng vừa nóng. Bánh bao này bị cháy vàng. Bóc là còn cái bóc bên trái, bóc bên ngon. Ai rồi đi 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 rút quân à. Tưởng là bỏ anh lại chứ. Anh lẹ quá mới lên ra tôi chè, tưởng là anh chưa ra tôi quay lại tôi kiếm anh à. Đi luôn, đi luôn. Đi luôn. Đi luôn. Đúng rồi, đi à. Luôn cho vui, sẵn xe đó. Đi luôn, ngủ chơi. Giờ là mình đi làm sao luôn á hả? Đi luôn. Rồi, chơi luôn. Trời ơi. Rồi, không được cái gãy kìa. Đây, nhà Hồng nè. Đó, Tuấn Phát đó. Tuấn Phát. Trời tập thể dục mới vừa. Tập thể dục rồi. Đi tập thể dục chưa về. Nhà dày leo thì ra nổi 5 tầng rồi leo lên chọn. Nè, Vinaphone. Sợ lắm rồi. Cái nhà lớn lắm. Con cây thành quá chừng. Cây này nhiều tên đẹp lắm. Dạ. Hạnh rồi mùa tắc rồi quý. Không biết, mày không biết mà làm mày biết gì không nóng. Bữa nay cái tấm nọ quá. Cái điện lên cái là ghế này đi luôn hả? Ở nhà trong đời. Đây là trung tâm thành phố Vĩnh Long. Cốc mát. Bở bắt cá này. Nó làm trong cái bắt đá đó nè, trong vô trời. Bở bắt đá là trong cái xuống đá đó, nhiều lắm. Ồ, cúc nè, quá trời cúc luôn. Wow, chỗ nào cho nó hết biết luôn. Cái gốc này phải gốc sứ rồi đó, tụi nó làm phải gốc sứ. Đâu phải gốc sứ. Này qua giấy chứ, sứ gì? Cái gốc ở dưới kìa. Không, gốc qua giấy. Gốc qua giấy là cây này nè, nó không
Không phải sứ. Tôi nói đây khách sạn Sài Gòn Vĩnh Long. Đây là ngã ba Cần Thơ. Quên chút xíu là quên rồi. Giá đậu xăng phải không? Giá đậu xăng, giá đậu xăng. Quên. Giá đậu xăng, đổ dầu. Rồi, bây giờ về tới Cần Thơ rồi. Đi nước Bến Bao từ ngày qua tới nay. Về tới Cần Thơ rồi. Này đường gì? 34 hả? Qua bên. Qua bên hả? Bên đây là dàn đèn nó dữ kìa. Bên đêm chạy dùm thấy đã vậy sao luôn. Nè ban ngày dùm thấy là thấy bên đêm nó rực lên trời ơi dùm nó mê luôn. Ở đây mới được thoải mái leo qua leo lại vậy nè. Phúc Trương kìa. Ủa Phúc Long chứ. Thì tại tôi muốn đọc Phúc Trương nhưng mà tại chị nói chị học cái đó. Bà Út hả? Chưa về tới nhà. Rồi đưa Bánh Bao về Cần Thơ. Vậy tao bây giờ mới qua Cần Thơ nữa. Rồi lát Bánh Bao đưa ông bà ngoại về Vĩnh Long. Dạ. Yeah. Đưa qua lại, đưa qua lại qua luôn. Dạ yeah, đúng rồi, đúng rồi. Đã tụ có Vĩnh Long. Đó này chỗ bạn chiều ghế đây nè. Ừ. Rồi tới nhà ông nội rồi Bánh Bao ơi. Ôi hái hai trái xài. Hai ba trái xoài nè. Không sao. Okay. Rồi xin mời xuống xe. Tới nhà rồi. Hello con. À chào con. Dạ bác chị. Ơi ơi. Dạ bác. Mệt rồi. Khỏe anh. Dạ khỏe. Ôi, mấy trái xoài có trái hả? Dạ. Xoài này ngon dữ lắm. Chưa già chứ già ngọt lắm. Xoài này tôi có ăn rồi nè. Bẻ ăn luôn. Rất là ngon luôn cái xoài này. Xoài này mới ngon hả? Rồi. Vô xịt nước nóng đi. Dạ hả? Cây đó cây thái hả? Ồ. Cái xoài thái này trồng nào mà không thấy ra. À, sợ thoái qua mấy lần không thấy cái này ta. Cái này mới có năm ngoái à. Ủa? Sao mới có mới có trái năm ngoái à? À mới có trái chứ hồi đó có rồi phải không? Trước ở đây với nhà mui. Dạ. Che nó lại. À hàng chi không thấy. Rồi uống nước dừa. Rồi mời uống dừa. Dạ. Chuyện lạ. Chuyện độc cho lạ Cần Thơ. Cái thằng nó của mấy đứa em bé đó. Anh ấy ngựa có tiệc thì thằng cá đó thằng nhỏ nhất chạy lên kiếm cái làng này nè. Rồi bắt ghế. Ôi mặn ngon quá. Mặn mắt mắt mấy anh lại. Mặn này ngọt à, trái như ốm ốm vậy chứ ngọt á. Cát rồi nấu như màu màu. Thức rồi được. Con của thằng gì đó hả? Con giữ em. Giữ em hả? Rồi lấy xe ra chạy đi con. Tướng rồi bảnh tỏn không? Đó. Rồi nhảy lên đi đẩy. Nó dựng cái chân dướng như đất nha.
Chiếc này nè, chiếc này mới ngon nè. Bao bao chạy chiếc này nè con. Đó. Rồi chơi luôn, rồi những nút, những nút hay biết những nút. Để nó vô chờ vô kìa kìa. Ờ chạy rồi. Má qua đó coi. Chào con. Chưa làm quen với bánh bao chưa? Dạ rồi đó anh. Hả? Dạ. Rồi gặp chào anh chị. Rồi. Thôi ở chơi ha. Rồi về về 10 ơi. Lấy đồ chơi liền, lấy chiếc xe liền rồi. Cho bao bao đồ chơi đó. Trời ơi, lấy đồ chơi của em liền. Dạ em đi con, tụi nghiệp em. Quá dữ. Nó chỉ gì vậy? Rồi, lên đường ra nhà ngoại, đốt nhang cho ngoại. Hai anh em giống hai anh em ruột quá ha. Dạ ngoại, ai cũng bánh bao, bánh bao hết á. Chị trước rồi, chị trước rồi. Xuống đốt nhang cho ngoại cái đi. Ngoại nó có nét giống ngoại đó. Dạ. Lựa lấy con, lựa chơi với con, muốn lấy nào? Tính nào. Ê, ông ngoại bà ngoại đây. Bánh bao đắt dữ lắm. Đắt lắm luôn á. Mà thấy ói rồi nè, mới giặt đồ, mới thay đồ ra nè. Trời ơi, mẹ nó đem theo bộ đồ ấy cho mẹ. Bộ đồ nhà. Bộ đồ nhà đó. Rồi đi đặt chưa? Tí mà. Con làm cái mẹ. Cái mẹ đúng rồi. Trời ơi, cái mẹ luôn. 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 Chào các bạn. Video đến đây cũng đã dài, các bạn xem đã hết cái video của mình. Mình rất là cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này, các bạn nhớ like và subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Mình hẹn các bạn những video tiếp theo. Xin chào các bạn nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại sau. Bye bye.